Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính: Đảng ủy quân sự thành phố Vĩnh Yên ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2016. Kiểm tra thực hiện nghị định 36 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo tại huyện Tam Dương. Sôi động thị trường Tết trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng ủy quân sự thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị đảng ủy mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ năm 2016. Đồng chí Trần Ngọc Oanh, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, bí thư đảng ủy quân sự, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2015, Đảng bộ quân sự thành phố Vĩnh Yên đã lãnh đạo chỉ đạo và triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác huấn luyện đã thực hiện tốt theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, kiện toàn được 104 cơ sở dân quân tự vệ, đảm bảo số lượng, chất lượng, được biên chế chặt chẽ, đúng quy định. Năm 2015, Đảng bộ quân sự thành phố đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được đề nghị tặng bằng khen tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ của Đảng ủy quân sự thành phố năm 2016 xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2015, lực lượng vũ trang huyện Tam Dương luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, đồng thời phối hợp với công an huyện nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tổng biên chế lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,7% dân số toàn huyện, tỷ lệ quân số dân quân tham gia huấn luyện đạt gần 96%. Trong tuyển quân, huyện đã khám tuyển và gọi 180 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng, an toàn. Huyện Tam Dương đã triển khai nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2016. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, đặc biệt thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã có buổi kiểm tra thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo tại huyện Tam Dương. Thực hiện Nghị định số 36, Tam Dương đã tiến hành kiểm tra 32 lượt cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa, 3 chợ Kim Long, Hợp Hòa, Đạo Tú. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm. Huyện cũng tổ chức ký cam kết giao ước thi đua giữa Công an 13 xã thị trấn và Công an huyện, tổ chức cam kết tới tất cả các thôn, tổ liên gia tự quản, các hộ dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện trong việc thực hiện nghị định. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 36CP tại huyện Tam Dương, đồng thời yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, giúp nhân dân vui Tết đón xuân an toàn. Sáng ngày 15 tháng 1, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo tổ chức tập huấn tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu công nghiệp, ghi nhãn mác sản phẩm hàng hóa cho các cán bộ công chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh và một số hộ tiêu dùng của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. 100 học viên tham gia lớp tập huấn được phổ biến tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu công nghiệp, như cơ sở pháp luật hoạt động quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu trí tuệ, cách ghi nhãn sản phẩm hàng hóa, một số danh mục phương tiện đo lường phải kiểm định. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Lập Thạch
về đảm bảo an ninh trật tự tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ra mắt mô hình điểm. Nhân dân xã Văn Quán tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn xã Văn Quán. Văn Quán là một trong những địa phương có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua địa bàn. Trong năm 2014-2015 đã xảy ra hai vụ ném đá làm vỡ kính chắn gió của xe tải chạy qua, làm thiệt hại tài sản của nhân dân. Ngoài ra, một số hộ dân trồng cỏ vào hành lang đường, phơi phóng vật liệu trên mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Việc xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Từ đó, để nhân dân không lấn chiếm hành lang bảo vệ, chăn thả gia súc gần tuyến đường, thanh thiếu niên không tụ tập đá bóng, ném đất đá để chướng ngại vật trên đường, không để kẻ gian trộm cắp trang thiết bị, vật tư gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã đến rất gần. Thời điểm này, hàng hóa phục vụ Tết đã được các tiểu thương, cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên nhập về nhiều nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Những ngày này, hoạt động mua sắm tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại đang bắt đầu sôi động. Nhờ nguồn cung hàng hóa khá dồi dào, giá bán tương đối ổn định nên hiện tại chưa có tình trạng khan hàng sốt giá. Năm nay tôi cũng thấy mẫu bánh kẹo, thấy các thứ giá cả, cái mẫu mã thì tôi thấy là hợp lý, giá cả ổn định. Và hàng thì mua sớm thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn. Theo đánh giá của một số chủ cửa hàng, thì người tiêu dùng quan tâm nhiều đến chất lượng và giá cả hợp lý, chứ không còn xu hướng tích trữ thực phẩm như trước đây. Dạo quanh các chợ, cửa hàng, hệ thống phân phối bán lẻ, đại lý trên địa bàn thành phố những ngày này, có thể thấy sức mua của người dân có dấu hiệu tăng từng ngày. Theo nhận định của một số tiểu thương, thì năm nay thị trường dịp Tết sẽ sôi động hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết năm nay khá đa dạng, cùng với sự dồi dào về số lượng thì mẫu mã nhiều loại sản phẩm cũng được các nhà sản xuất chú trọng. Điều dễ nhận thấy là năm nay thị trường bánh kẹo, mứt phục vụ Tết có sự cạnh tranh và thắng thế của hàng nội. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, cửa hàng chúng tôi đã nhập đủ các cái số lượng hàng như bánh kẹo, rượu bia của các cái công ty thương hiệu lớn như là BBK, Hữu Nghị, Hải Hà, Tràng An. Và cho đến thời điểm này, người dân cũng đến mua sắm cửa hàng tôi cũng rất đông. Để giám sát việc thực hiện cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra số lượng các mặt hàng và giá hàng hóa thiết yếu dự trữ phục vụ Tết tại các đơn vị thực hiện chương trình bình ổn giá. Kiểm tra phát hiện ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết. Đề xuất các biện pháp can thiệp kịp thời để kiểm soát ngăn chặn các hành vi thu gom lương thực, thực phẩm, làm phát sinh các nguy cơ gây mất cân đối cung cầu, tăng giá cả hàng hóa đột biến, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Phục vụ địa bàn với dân số gần 14.000 người, nhờ sự đoàn kết nhiệt tình của đội ngũ cán bộ trạm y tế thôn, đội ngũ cộng tác viên. Năm 2015, trạm y tế xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Năm 2015, trạm y tế đã được xây dựng mới, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ phòng chức năng và công trình phụ trợ, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh thông thường của nhân dân. Trong năm 2015, trạm đã khám và điều trị trên 6.000 lượt bệnh nhân, tổ chức tốt công tác sơ cấp cứu bệnh nhân, chuyển tuyến trên kịp thời, không để xảy ra sai sót trong điều trị. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, trạm y tế xã Đạo Đức đã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 để làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, trạm y tế đã đề ra một số giải pháp như sau. Để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ trạm y tế xã. Thứ hai đã làm phối hợp với nhân viên y tế thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Thứ ba đó là tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.
mỗi cán bộ của trạm luôn tâm niệm thực hiện tốt lời Bác dạy, lương y như từ mẫu, tận tình, niềm nở đối với bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức, từ đó được nhân dân tin tưởng. Ngoài công tác khám chữa bệnh, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia luôn được chú trọng thực hiện tốt. Công tác dự phòng cho người dân trên địa bàn xã được triển khai đầy đủ. Trạm chỉ đạo và phối hợp với đội ngũ y tế thôn làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm đảm bảo giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh sốt rét, bệnh tay chân miệng, phòng chống bướu cổ, bệnh lao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi thường xuyên xuống dưới này cũng khám những kỳ thường xuyên này. Tôi thấy là các bác sĩ ở đây là tận tình với người dân chúng tôi, chúng tôi rất là yên tâm. Hiện nay tỷ lệ người dân đạo đức tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 80%. Toàn xã đã có 100% số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt. Trên 80% số hộ gia đình có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Với những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, từ năm 2011 đến 2014, trạm y tế xã luôn đạt đơn vị trong sạch vững mạnh và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2. Chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.